Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bun nha. Và hôm nay thì Bun sẽ làm thử thách mà là một ngày Bun toàn là mặc đồ màu đỏ không nha. Và mặc màu đồ màu đỏ để đi leo thác Phu Cực nữa đó mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ vô để chọn cho mình một bộ đồ màu đỏ ha. Và cái đầm này Bun thấy là khá hợp đây. Sau đó tới tóc thì mình sẽ xài cái băng đô anten xoắn này ha. Tiếp theo là một đôi giày Converse đế thấp màu đỏ và một túi hộp quà trái tim. Sau đó là một gương mặt bình thường thôi ha. Mặt này xinh nè. Đến tóc thì mình lấy tóc nâu này đi. Mình sẽ chỉnh da trắng xíu nè. Ok. Rồi bây giờ còn thiếu gì nữa ta? Mắt kiến không mọi người, mắt kiến màu đỏ này đẹp nè. Và một cái bong bóng ngậm ở miệng ha. Ok, vậy là xinh rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào tháp Phu Cực và chơi ván đầu tiên cho mọi người xem nha. Ok, nếu mọi người thích video này hãy để lại cho mình một like. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Bun nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nè. Chúng ta bắt đầu với một ván đầu tiên. Và cái ván này màu đỏ nè mọi người, rất là hợp với chủ đề hôm nay của Bun ha. Cái này có màu đỏ và bộ đồ Bun đang mặc cũng màu đỏ luôn. Những cái bạc này thì mọi người chắc hẳn đã biết đường tắt rồi ha. Bạn nào chưa biết thì nhìn clip của Bun mà làm theo cũng được nè. Bun đã cố gắng tập luyện rất là nhiều rồi á. Hiện tại thì Bun vô còn có 3 phút hết nên là chắc là có bạn nào đó lấy top rồi mọi người. Nên là ván đầu tiên này mình lấy đỡ top 2 thôi ha. Những ván sau thì Bun sẽ cố gắng giành top 1 cho mọi người xem ha. Lúc này Bun mới là ván đầu tiên khởi động nên tay Bun còn hơi run, mọi người thông cảm nha. Đây liên tục ba bậc màu đỏ luôn á mọi người. Kiểu này hợp phong thủy màu đỏ nè. Chỗ này Bun cũng hay bị mắc lỗi lắm nên là Bun cứ đi chậm chậm cho chắc. Rồi cái bậc thang này thì đơn giản nè mọi người. Mình chỉ cần nhảy ra đúng chỗ xuống là được thôi. Ở đây mấy bạn cẩn thận tí nha, không thôi là chạm vô mấy cái màu này là sẽ bị nó làm mình thua á. Trời lên còn gớt nữa. Rồi để cái thanh quay này các bạn chạy thẳng vô trong thôi ha. Cái này Bun đeo lên mấy lần Bun toàn bị gớt nên là Bun rút kinh nghiệm, Bun yên vậy cho nó tự bám lên này. Bun không có biết canh á nên là nó hay bị gớt lắm. Rồi cái này thì bạn chỉnh trước như vậy và canh cái hướng của nó là được ha. Ok thì ván này là top 2 rồi. Tiếp theo đây là ván Bun mới vô luôn nè. Cố gắng lấy top 1 ván này ha. Trời ơi gớt đi. Ok làm lại nha mọi người. Thì hôm nay Bun làm thử thách màu đỏ nhưng mà không có giống những cái thử thách trước là kiểu như là đi mua xe đồ các thứ. Mà cái clip này thì chỉ là mặc một bộ đồ full màu đỏ thôi. Và để đi nhảy tháp Vô Cực. Lại là cái step màu đỏ này nè mọi người. Cái step này chắc là mọi người biết đường tắt hết rồi á. Bun thấy là nhảy đường tắt cái step này nó khá là đơn giản. Hồi trước Bun mới biết chơi thì nó khá là khó nhưng mà Bun chơi lâu ngày quen tay rồi thì Bun thấy là cũng dễ á mọi người. Mình chỉ cần nhắm cho chuẩn mình đi là được à. Chỗ này Bun còn chưa có quen nên là Bun đi chậm chậm cho nó chắc. Rồi lên. Chúng ta lấy top 1 nha mọi người ơi. Rồi chỗ này mọi người đi thẳng qua luôn nè. Đó nó tới luôn mọi người không cần phải nhảy. Rồi lên nha. Ok chúng ta tới step tới ván thứ 3 thôi. Cái này cũng mới vô luôn nè. Bun men hôm nay xiên hơn rồi, chịu đứng lại chút xíu để cho cái dáng nó qua hết á. Để nó mình có thể chơi từ đầu thì có thể dễ dàng lấy top hơn. Chứ mình vô sau người ta thì khó lấy top đó mọi người. À mọi người muốn Bun làm về cái gì nữa thì mọi người cứ nói nha. Chứ Bun thấy leo tháp như vậy hoài cũng chán quá à. Mọi người có thích xem Obi-Ray không? Bun định làm cái đó đó. Với lại tiệc trò chơi thì Bun cũng tính làm á. Nếu mọi người có hứng thú thì Bun sẽ làm nha mọi người. Bởi vì tiệc thì Bun chắc chắn là chơi cũng ổn á. Bun đang cố gắng cày tiệc lên hết 300 lần top 1 để lấy cái nhiệm vụ của AD á. Mà vẫn chưa có được nữa tại vì Bun lười quá, với lại Bun dành thời gian để leo tháp không à. Lúc mà cái đầu video đầu tiên mà Bun đăng về leo tháp á là nó chỉ có lúc đó là Bun mới leo lên tháp được cỡ 5-10 lần á, là Bun đã bắt đầu quay video rồi. Kiểu như là Bun leo tháp dáng nào Bun cũng sẽ quay lại hết á. Từ lúc mà Bun biết đăng video leo tháp tới giờ á, là Bun nhìn đi nhìn lại thì Bun leo tháp cũng được gần 100 lần, là cũng gần 100 cái clip rồi đó mọi người. Bởi vậy không có thời gian để luyện bên tiệc trò chơi. Chắc ngày mai thì Bun sẽ up clip mở trứng nha mọi người. Mọi người có hóng không?
Bull sẽ mở trứng thỏ, trứng cao cấp á. Mà nhân phẩm của Bull sao thì không biết nữa nè, ngày mai mọi người xem, mọi người biết ha. Mong mọi người sẽ ủng hộ cái video tiếp theo của Bull nha. Ngày mai thì Bull sẽ ra clip mở trứng nè, mọi người đón xem nha. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào cái dáng này thôi. Thì cũng khá đơn giản. Ủa mà dáng này bị lỗi hay sao mà có hình như Bull vô trễ á. Cái là có nhiều bạn có top á, rồi nên là dáng này hình như là top 4. Bull nhớ không lầm là Bull nhảy này là 5 bàn thì 3 bàn top 1, 1 bàn top 2 và 1 bàn top 4 á. Hình như là ván này đấy mọi người. Có nhiều bạn fan nói là muốn kết bạn với Bull, nhưng mà hiện tại thì Bull đã đủ slot rồi nha mọi người, nên là không có nhận bạn bè nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Bull nha. Mọi người có thể tham gia group của Bull ở dưới phần mô tả. Bull có để đường link đó, cái group đó trên Facebook thì mọi người cứ vào đó đi. Có thông báo gì thì Bull sẽ thông báo. Tới gần tới thì Bull sẽ tổ chức một cái mini game cho mọi người chơi nha mọi người. Một cái mini game nhỏ thôi. Chừng nào được 2k sub thì Bull sẽ tổ chức mini game nha. Mọi người cố gắng đăng ký kênh giùm Bull, đạt được 2k sub thì Bull sẽ tổ chức mini game cho mọi người chơi ha. Mà mini game cũng kết thúc nhanh lắm mọi người ơi. Nếu mà được 2k sub trong thời gian mà cái sản phẩm trong game còn thì Bull sẽ tổ chức. Còn không thì Bull sẽ tổ chức câu cá sấu ở nhà Bull nha. Rồi, ok, dáng này là dáng thứ mấy vậy ta? Dáng cuối cùng rồi mọi người. Rồi, lấy cái top 1 cái nè. Ok mọi người, và video của Bull đến đây là hết rồi. Hôm nay là một thử thách mặc đồ màu đỏ để leo tháp vô cực. Và hôm nay có rất là nhiều bạn fan đến chơi với Bull, nhưng mà clip thì Bull sẽ up sau nha. Và clip hôm nay thì là thử thách màu đỏ mọi người. Ngày mai thì sẽ có thử thách tiệc trò chơi với những bạn siêu nhân hồng đáng yêu nha. Ok, thì bây giờ nếu mọi người thích clip này của Bull thì hãy nhớ để lại cho Bull một like, cũng như là nhấn vào đăng ký kênh để Bull có thể mau mau đạt được 2.000 người đăng ký nha. Bull sẽ tổ chức mini game cho người cùng chơi nè. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye.